Đừng tự học là quý chánh xa sư tà dâm. Mù sa hoa đà vya ra ma ni sĩ ca pa đăng sa ma thi mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma đa tha na vya ra ma ni sĩ ca pa đăng sa ma thi mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sa tu gang katawa atmamadena nicha kalang sammar khi tam bang. Chỉ thiện tinh nên thọ truyền ủ giới này chứ được trong sạch phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. Ama phante dạ xin vâng. Si lê na su ga tân dân tí, si lê na phô ga sa ba đa, si lê na nịp bộ tân dân tí, ta sma si lăng vi sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh và ráng thọ trì dễ rồi chứ đường trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu thu lần thay và thay mặt đại chúng châu rung, con xin được thành kính chuyên để đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A La Hán thánh đạo thánh quả niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Nhờ kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới ở Vatana xin được nhường lại cho Sít Đạm Sê Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vatana. Dạ, cảm ơn thích trạng đông huynh Vát Tha Ná, cô tu nữ Tây Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thường tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tây Duyên. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Cẩm Vân, mến chào Trang Thư. Nhỏ, dạ, cảm ơn Ngài Tâm Phương, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, tại nó hết pin đó, Ngài Tâm Phương ơi. Dạ. Mến chào Trang Thư, mến chào Tâm Phương, kính chào Nắng Chiều, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Thị Lâm, kính chào Hiển Mộng, kính chào Đức Bà. Chào cô ấy Minh, mình chào Sàng Đông, kính chào Chanh Đá Rạch, mình chào Sức Trần Đạo, kính chào Vinh Vách Thanh Á, kính chào chị Sương Mai. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thường tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Vách Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và kính chào cổ đế thì vào đạo tràng. Và nãy giờ Nhật Quỳnh chưa có được tín hiệu của đại đức Pháp Tính, mặc dù sư có cái đích trong đạo tràng nhưng mà Nhật Quỳnh chưa có liên lạc được với sư, nhưng mà thôi tạm thời đi. Dạ, tạm thời thôi thì
có Tâm Phương trước máy nè. Bữa nay thay đổi chương trình, mời Tâm Phương lên thỉnh Pháp Sư đi, để chờ Sư Pháp Tính xuất hiện. Thì Nhật Quỳnh nghĩ chắc có lẽ là Sư sẽ giảng thôi. Nhưng mà chắc bây giờ Sư đang ở trên. Dạ, mời Tâm Phương nha. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, dạ, cảm ơn đàn đông, cho biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, dạ, cảm ơn Huynh Quá Thanh Á. Kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta hướng về Ba Ngôi Tam Bảo để cùng thỉnh Pháp Sư. Dạ. Nam mô ta sa sa ra wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa sa ra wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa sa ra wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Samma chaloka dipati sahambati katang jali ang diwarang ayang jatang sang ti tha sattva barajan kajatika de se tu thammang alukham bi măng ba trăm e bấm sam ba ti brahman ba ra quan tăng aya cha tăng đồng hi pa quê na tăng vô thông ta yun ne na ti wa sa ya tăng a bu tha ya da de na Niga la yang ta to ga to ban cha wa ya da yo nay yeng a mang a ye si tham ma to ta to ma pu si cham bu tho anu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de se si Sata nang a sa ri tha kham De na sa tu a ye o ban te De che tu tham ma de sa nang Sa ba di ya ba si sa yang Anu kham ba bi ka ta quê Chúng sanh tất cả bốn hàng Như sáng trong nước vinh quang luôn chờ Trời lỡ mộng đăng nhờ ánh sáng Đổ hoa lành đại tan mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Pháp thiên vẫn ngắm ngồi khẳng khoan Phật nhắm lời những chẳng gì ơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn, Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chẳng thôi không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ẩn phổ cập Đám mưa lành rưỡi khắp thế gian Bởi nhân cơ tinh rõ ràng Thỉnh Ngài thiết pháp nôi đàn từ bi Chúng sanh ngồi khắp chôn ni Tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn Dạ Nam Mô Bố Thà Dạ Nam Mô Thầm Ma Dạ Nam Mô Sân Khà Dạ
Dạ kính con và đại đặc sam thỉnh bác sư dạ xin nhận biết lại cho nhị Nhật Huỳnh ạ. Kính mời Nhật Huỳnh nhận biết nha. Dạ sa thú kính cảm ơn. Kính cảm ơn Thích Tâm Hương rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ. Kính cảm ơn Tâm Hương đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ con không biết đại đức pháp tính có trở lại máy chưa bạch sư. Dạ nếu sư trở lại máy sư cho con xin một tín hiệu. Dạ sa thú. Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học học tiếp tục ngày hôm nay ạ. Con kính nhân bích đến sư Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Tha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và Di Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính lễ đến đại đức Tịnh Đạt mở vừa hoàng lâm vào trung. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về Thất Chi Thiền tiếp theo. Từng vừa rồi thì chúng ta đã học được chi hỷ của thiền. Chúng ta có chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, chi xả, chi u. Đối với thiền thì tầm tứ hỷ lạc định ở trong thất chi thiền thì thêm vào xả và u nữa, thành ra chúng ta có 7 chi thiền. Vậy thì trước khi đi vào bài học thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang nammassami suppatipanno bhagavato savakasangho sangham nammami Lokasa na thang varamuttama hằng bút thanh chát thầm manh chát bát na ma mi sang khăn. Đệ tử xin nghiêm tình, thân khẩu ý, tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha giá. Kính thưa quý vị, ở những cái chi thiền mà chúng ta học thì nó nằm ở trong cái hỗn hợp, hỗn hợp tập yếu. Thành ra đó là những cái chi thiền này nó có ở trong cái tâm bất thiện và ở trong cái tâm thiền, nó đều có hết, thành ra đó mới gọi là hỗn hợp tập yếu. Vậy thì chúng tôi cũng nhắc lại, đối với thiền là cái gì quý vị? Có nghĩa là mình tập trung tâm ở trên một cái đề mục để mà mình thiêu đốt những cái nghịch pháp, và như vậy gọi là thiền. Rồi ở trong thiền thì chúng ta tu tập thì có hai, nói gọn lại là có hai loại thiền. Thứ nhất là thiền chỉ hoặc là thiền định. Thiền chỉ là để làm chi quý vị? Để cho chúng ta áp chế được phiền não, làm cho thân tâm của chúng ta được an hai. Cái thứ ba là làm cho chúng ta chứng được các cái minh, chẳng hạn như là sanh tử minh hoặc là túc mạng minh.
Cái thứ tư á, là để cho những cái vị thánh từ Anaham trở lên sẽ nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định, là cái thứ tư. Còn đối với cái thiền quán á, là cái thiền vị thiền quán á, là chúng ta tu tập để cho chúng ta thấy rõ được những cái tướng, những cái thực tướng của tất cả pháp, nó mang cái đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã, để chi? Để có cái công năng là đưa chúng ta đến đắc được đạo quả siêu thế niết bàn. Đó, thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta phải tu tập các cái tầng thiền. Mà khi mà chúng ta tu tập các cái tầng thiền đó, thì chúng ta phải hiểu rõ về những cái chi thiền này. Mấy kỳ vừa rồi chúng ta đã học chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi hỷ. Bây giờ thì tiếp theo chúng ta học chi lạc. Ở trong cái thất chi thiền này thì bây giờ là đến chi lạc. Chi lạc ở đây đó, xuất khát có nghĩa là an lạc. Nhưng mà khi nào mà mình đạt đến cái chi lạc này, khi nào mà với một cái cảm thọ, một cái cảm thọ mà chúng ta, cảm thọ hỷ của chúng ta, mà chúng ta phát huy được sức mạnh mà tột độ, thì lúc đó đó nó mới trở thành cái chi lạc của thiền. Nó có nghĩa là giống như khi mà chúng ta tu tập ở một cái đề mục nào, là dù đó là một cái đề mục hơi thở, hay là dù đó là một cái đề mục mà xanh đỏ trắng vàng, nói chung là chúng ta tu tập bất cứ một cái đề mục gì đó thì chúng ta phải có cái cảm thọ, chúng ta phải có cái cảm thọ, chúng ta phải có cảm thọ hỷ. Rồi lúc đó mà chúng ta phát huy được cái sức mạnh của thọ hỷ mà một cách mà ở trong kinh gọi là một cách nó cao độ, thì lúc bấy giờ đó, nó sẽ trở thành cái chi lạc của thiền. Cái điều này giống như là quý vị thấy rằng cái nước mà khi mà mình bỏ vào ở trong tủ lạnh, mà khi nào mà nó thành cái cục nước đá, thì như vậy á, thì coi như là mới phát huy được cái năng lực của nước mà nó trở thành nước đá đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập đối với cái somanassa vedana, có nghĩa là cái cảm thọ hỷ của chúng ta, mà chúng ta phát huy được một cái sức mạnh nó tột độ, thì lúc đó nó sẽ trở thành cái chi lạc của thiền đó. Thành ra đó, lúc đó quý vị thấy rằng khi mà mình đã phát triển được cái chi lạc của thiền thì lúc bấy giờ đó, quý vị thấy rằng tâm của chúng ta không có bị dao động, tâm của chúng ta không có bị dao động bởi cái gì? Phóng vật truyền, có nghĩa là phóng vật truyền cái đó. Đó, tại sao mà chúng ta hành thiền mà một chút chúng ta muốn đứng dậy chúng ta đi kinh hành, hoặc là một chút chúng ta muốn thay đổi quan nghi, nói chung là chúng ta bị chi phối bởi cái cảnh này cảnh kia, từ ngoại cảnh đến ở trong nội tâm của mình luôn đó, thì do chúng ta chưa có phát triển được cái chi lạc này, có nghĩa là thân tâm của chúng ta đó, nó không có bi tí, mà nó cũng không có cái cảm thọ, cái cảm thọ lạc, mà ngược lại nhiều khi chúng ta bị những cái cảm thọ khổ nó chi phối, cảm thọ khổ nó chi phối, thành ra chúng ta cứ muốn thay đổi hoài nghi, chúng ta cứ muốn cái điều này điều kia, đó là do chúng ta chưa có được cái chi lạc. Còn khi mà cái chi lạc mà xuất hiện rồi đó, thì quý vị thấy rằng có những vị người ta ngồi thiền, người ta tu tập được 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, hoặc là 6 tiếng đồng hồ. Nói chung là người ta ngồi một cái thời gian rất là dài, một cái thời gian rất là dài. Đó, vậy thì cái chi lạc mà khi mà nếu mà nói về ở trong thiền quán, nó có không quý vị? Nó cũng có nữa. Nó...
Những người mà tu tập về thiền quán đó, mà ở mà phát triển được một cách cao độ đó, thì lúc bấy giờ đó, nó sẽ trở thành tịnh giác chi, tịnh giác chi nha. Đó có nghĩa là thân tâm của mình nó được an tịnh, nó an tịnh do mình có một cái trạng thái, mình có một cái trạng thái nó quan một cái cảm thọ, nó quan hỷ ở trong cái sự tu tập của mình. Thành ra lúc đó nó làm cho thân tâm của mình được cái sự an tịnh. Vậy thì chi pháp của chi lạc là tâm sở, là tâm sở thọ lạc, tâm sở thọ lạc. Chi pháp của chi lạc là tâm sở thọ lạc, tâm sở thọ lạc. Rồi ở trong cái chi lạc này thì coi như là chúng ta không có gì để mà chúng ta bàn nhiều hết, do tâm của mình an trú được ở trong đề mục một cách liên tục, thành ra lúc đó nó có phát sinh lên những cái cảm thọ. Những cái cảm thọ đó mình phát huy được một cách cao độ thì nó trở thành cái chi lạc của thiền thôi. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bước qua cái chi định của thiền. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Như cái màn hình của chúng tôi nó lên chậm. Rồi, bây giờ chúng ta bước qua cái chi định của thiền. Chúng ta nhớ rằng đối với định mỗi cái tâm nó sanh lên, mỗi cái tâm của chúng ta sanh lên, dù là tâm gì cũng vậy, nó đều có cái gì quý vị? Xúc, thọ, tưởng, tư, định. Định có nghĩa là Ekagata đó, nó sẽ có định ở sở hữu định ở trong đó. Nhưng mà bây giờ mà mình nói về tại sao mà mình tâm nào nó cũng có sở hữu định, Ekagata nó sanh ở trong đó hết á, mà mình nói rằng là mình không có định tâm, là các vị trưởng lão á, các vị giải thích á, là ở trong bất cứ một cái tâm nào của chúng ta nó sanh lên, nó đều có cái sở hữu định ở trong đó hết. Thì cái điều này á, nó ví như cái gì quý vị? Ví như ở trong mỗi cái hạt đậu phộng đều có cái chất dầu ở trong đó, mỗi cái hạt đậu phộng đều có chất dầu ở trong đó. Quý vị công nhận chúng tôi là như vậy không? Đó. Nhưng mà bây giờ mình có lấy dầu ra được không? Không có được. Là tại sao? Tại vì một hạt nó quá ít, thành ra lúc bấy giờ chúng ta phải có một nắm, hoặc là chúng ta phải có một ký lô, nói chung là chúng ta phải có nhiều cái hạt đậu, thì lúc đó chúng ta mới ép ra được cái chất dầu. Thì cũng vậy, tâm của chúng ta đó, khi mà nó sanh lên nó vẫn có sở hữu định sanh ở trong đó, nhưng mà lúc đó nó chỉ có giống như là cái chất dầu trong một hạt đậu đó. Rồi khi nào mà tâm chúng ta đó, mà chúng ta an trú ở trong cái đề mục đó một cách cao tột, có nghĩa là chúng ta không có bị chi phối bởi cái gì, thành ra đó lúc đó cái Ekagata này nè, nó mới trở thành Samadhi được, nó mới trở thành định, trở thành định trong cái sự tu tập thiền của mình đó. Còn như bình thường á, là tâm mình sanh lên đều có sở hữu định sanh ở trong đó, nhưng mà nó không có phát huy được, nó không có phát huy được là do đâu? Do là cái sự định tâm của chúng ta ít quá, giống như là những cái hạt đậu mà nó rời rạc nhau gì đó, chúng ta không có lấy ra được cái chất dầu đó. Thành ra đó, khi mà nhắc đến định là chúng ta có ba loại,
mà chúng ta có ba loại. Thứ nhất á, là sát na định, kanika samathi, sát na định có nghĩa là định trong từng sát na, định trong từng sát na đó. Thứ hai á, là upachara samathi, cận định đó. Thứ ba đó là appamana samathi, thì cái định này mới là cái định vững chắc. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, thường thường á, chúng ta tu tập á, thường thường chúng ta tu tập chúng ta có cái định tâm nó cũng là tốt rồi, cũng như là thí dụ như là mình tu tập bằng tâm thiền, bằng tâm thiện thì có những cái sát na định đó, định ở trong tâm thiện nó sanh lên nó cũng đỡ. Cũng như quý vị biết đó, là chúng tôi đọc trong cái cách dạy tu tập của những cái vị thiền sư ở trong cái thời cận đại này đó, là ở trong cái thời nay này, thì các vị nói một người mà người ta tu tập, người ta đoạn diệt được tham, hoặc là người ta tu tập, người ta diệt trừ được tham. Diệt trừ được tham á, là đối với những bậc nào quý vị? Bậc tu đầu quần, bậc tu đầu quần diệt được cái tham gì? Những cái tham nào mà đưa đi khổ cảnh, những cái tham nào mà đưa đi khổ cảnh thì bậc thánh tu đầu quần đã diệt được, đã diệt được cái tham đó. Đó. Rồi bậc Tứ Đà Hàm cũng diệt được cái tham. Cái tham nào mà làm cho tái sanh nhiều lần, cái tham nào mà làm cho tái sanh nhiều lần, bậc Tứ Đà Hàm vẫn diệt được. Mà ở trong đó mình kêu là giảm nhẹ đó, giảm nhẹ đó quý vị. Nhưng mà chúng ta phải nhớ giảm nhẹ là cái gì? Có nghĩa là làm cho không có còn tái sanh nhiều, nhiều lần đó. Rồi đến bậc A-na-hàm, tham mà ở cõi dục giới cũng diệt được đó. Rồi bậc A-la-hán, tham cũng được diệt tuyệt, diệt tuyệt. Đối với bậc A-la-hán thì tham và tham ái diệt tuyệt. Thì tại sao mà chúng tôi nhắc về cái điều này? Các vị thiền sư đó, các vị giải thích đó, các vị nói rằng đó, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập mà đối với các căn và cảnh khi mà gặp nhau, có nghĩa là khi mà mình tu tập, tâm của mình bất cứ một cái trạng thái gì nó sanh lên, mình cũng biết, mình cũng có cái niềm tin chắc là những cái pháp hữu vi này vô thường, khổ, vô ngã. Đó thì đây là những cái sát na, những cái sát na định, những cái sát na định của chúng ta, chúng ta có những cái sát na định này, thì nó cũng làm cho chúng ta đó huân tập được rất là nhiều cái thiện pháp. Mà những cái thiện pháp này nó rất là cao, nó cao hơn cái sự bố thí trì giới của mình đó. Đó thì tuy rằng á, mà mình không có đắc định hoặc là không có đắc được đạo quả thiệt, nhưng mà đối với những cái trạng thái của tâm mình nó sanh lên, mắt khi mắt thấy sắc, tay nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ các pháp, chúng ta đều đưa nó vào tam pháp ấn này. Có nghĩa là chúng ta đưa vào ở trong vô thường, khổ, vô ngã, thì coi như là lúc đó chúng ta có những cái sắc na định nó sanh lên, nó sanh lên đó. Thì bây giờ con người của chúng ta đó, do cái nghiệp hoặc là do cái phước báo ba la mật chúng ta chưa có, chúng ta không có đủ khả năng để mà chúng ta giống như là diệt được những cái tham, những cái tham giống như những cái bậc thánh. Thì chúng ta do chúng ta tu tập mà luôn luôn chúng ta có cái tâm mà nó hướng đến ba cái đặc tính này, ba cái đặc tính hoặc là bốn cái đặc tính: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó. Thì chúng ta huân tập được những cái điều này á, thì quý vị nghĩ đi, một ngày mà mình tu tập thí dụ như là 5 phút, 10 phút, 30 phút hoặc là 60 phút,
tâm mình luôn luôn an trú ở trong đó, tâm mình luôn luôn mình an trú ở trong đó, thì đây là những cái sát na định mà ở trong trong những vị trong tâm thiện, trong tâm thiện. Mà nếu mà đối với so sánh với những cái phước khác đó, thì cái phước này nó cao, mà nó cao hơn quý vị. Thành ra đó, cái sát na định đó, chúng ta cũng đừng có coi thường, chúng ta đừng có coi thường. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta gom nhiều cái hạt đậu phộng đó, nhiều lại đó, thì chúng ta mới tìm ra được cái gì, chúng ta mới tìm ra được cái chén dầu đó. Thì cũng vậy, chúng ta gom nhiều cái tâm thiện nó sanh lên để chi, để cho chúng ta có những cái thiện pháp nó chắc đó. Rồi cái cận định á, cận định là đối với những cái vị mà tu thiền mà khi mà đạt đến cái cận định, thí dụ như chúng ta niệm Phật đi, thì chúng ta đạt đến cái cận định, thì trong cái cận định đó nó chỉ có bốn chi thiền thôi, là tâm, tứ, hỷ, lạc. Khi mà nhưng mà chúng tôi nói thật sự ra, ở trong cái thời nay đó, nếu mà mình tu tập đó, mà mình đạt đến cận định đó, mình cũng vui nữa quý vị, cũng vui nữa. Chứ không thôi thì không có một cái gì, chúng ta không có một cái gì để mà chúng ta nương tựa cái tâm của chúng ta, hoặc là không có một cái lạc nào mà để mà cho chúng ta nương tựa hết quý vị. Quý vị biết rằng đối với chúng ta là do chúng ta có cái duyên lành gặp được Phật pháp rất là tốt, mà mình gặp được Phật pháp rất là tốt là sao quý vị? Có nghĩa nếu mà mình buồn hay là mình có thời gian thì mình sẽ tu tập, không tụng kinh thì mình cũng phục vụ, không phục vụ, không tụng kinh thì mình cũng nghe pháp, không nghe pháp thì mình cũng hành thiền, vân vân. Nói chung là mình có cái thức ăn của tinh thần. Còn quý vị biết á, những người mà người ta không có duyên lành với Phật pháp á, cũng như ở trong cái mùa dịch này quý vị biết rằng á, biết bao nhiêu người, người ta ở nhà người ta chịu không nổi, ở nhà lâu nay người ta đi ra ngoài đường nhiều, thành ra bây giờ người ta ở nhà người ta chịu không nổi. Quý vị thấy rằng người ta đi ra đi vô đi tới đi lui coi như là trong một tiếng đồng hồ á, mà mình thấy họ giống như là con gà nó mất đẻ vậy đó. Đó, nói sợ họ chửi, nói họ sợ họ buồn. Chứ quý vị biết rằng họ cứ leo lên xe chạy tới chạy lui, đi ra đi vô, họ không có chịu được. Nhưng mà nếu mà thật sự ra đó, quý vị nghĩ đi, nhưng mà mình có niềm tin với Tam Bảo, mà mình có niềm tin với giới định tuệ, thì mình sẽ làm gì quý vị? Mình ngồi mình nghe đủ thứ chuyện. Thí dụ như quý vị biết chẳng hạn như chúng tôi đó, chúng tôi đêm mà chúng tôi mà ngủ không được á, chúng tôi ngủ không được á, mà chúng tôi cũng mở những cái đoạn mà của thiền sư Ajahn Chah cũng mở ra. Quý vị biết rằng có những cái đoạn như là chỉ là cội cây rồi đó, chúng tôi nghe hoài, nghe tới nghe luôn hoài. Có khi mà nghe mà quý vị biết rằng mình ngủ quên, mình quên tắt luôn đó, đến sáng vẫn còn. Đó, thành ra đó, đó là chúng tôi nói rằng là mình có duyên lành, mình gặp được Phật pháp ở trong cái mùa này đó, mình không có bận rộn nhiều, thì mình có cái thời gian mình coi được kinh điển, hoặc là mình nghe pháp một cách nó rất là chậm quý vị, nó rất là chậm, có nghĩa là do cái thời gian nó dài, thành ra mình không có bị hối hả, mình không có bị công việc nó hối hả. Thành ra trở lại với vấn đề mà chúng tôi nói, thì nếu mà mình mà có cái duyên lành mà ở trong thời nay mà mình tu tập, mình đạt đến cận định, đây cũng là một cái điều mà rất là hoan hỷ rồi. Chứ không cần phải đến mà đến, không cần phải đến cái định mà vững vàng đó. Vậy thì ở trong cái cận định này là chỉ có bốn chi thiền thôi: tầm, tứ, hỷ, lạc. Tầm, tứ, lạc, quý vị nhớ ha. Rồi cái định thứ ba đó, appamana samathi,
Có nghĩa là cái định này nó vững vàng rồi. Cái định này nó vững vàng rồi. Định này có ở đâu? Định này có ở trong sơ thiền, có ở trong nhị thiền, có ở trong tam thiền, có trong tứ thiền. Là nói theo tạng kinh đó là tứ thiền. Rồi nếu mà nói theo cái diệu pháp thì ngũ thiền luôn. Đó, cái định này là vững chắc rồi. Sơ thiền á, thì có tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền ở trong tạng kinh á. Nhị thiền có tứ hỷ lạc định, tam thiền có hỷ lạc định, tứ thiền thì chỉ còn có lạc và định thôi. Bỏ cái gì? Bỏ cái gì quý vị? Bỏ hỷ đi thôi, bỏ từ từ, bỏ từ từ tầm tứ hỷ lạc định. Rồi nhị thiền thì tứ hỷ lạc định, tam thiền hỷ lạc định, tứ thiền thì lạc và định, ngũ thiền thì xả và định, bỏ chi lạc, thay vào đó là chi xả. Đó, cái định này thì coi như là vững chắc rồi, định này vững chắc rồi. Ai mà tu tập mà đắc được những cái định này đó thì người đó giữ được cái ấn chứng này, ấn chứng của thiền, thì sau khi thân ngoại mạng chung là sẽ sanh lên cái cõi phạm thiên, cõi trời sắc giới đó. Vậy thì đó là chúng ta thấy rằng cái định, đối với cái định đó, là chúng ta học ở trong vi diệu pháp, hoặc là chúng ta nói chung là chúng ta học ở trong kinh điển, chúng ta biết rằng ở trong tâm của chúng ta, tâm thiện cũng có sở hữu định ở trong đó. Rồi những cái tâm thiền thì mình không nói rồi, những tâm thiền phải có sở hữu định ở trong đó rồi. Đó, vậy thì còn một loại tâm nào cũng có sở hữu định ở trong đó quý vị? Tâm bất thiện, tâm bất thiện quý vị. Tâm bất thiện khi mà mình nhìn, mình ngắm, mình nghe. Đó, giờ quý vị thấy không? Thí dụ như là mình nghe một cái bài nhạc gì đi. Mình nghe một cái bài nhạc gì đi, rồi mình muốn nhớ, thì mình phải có cái sự định tâm ở trong đó, cũng phải có cái sự định tâm ở đó trong đó mình mới nhớ được chứ quý vị, mình mới nhớ được đó. Vậy thì định ở trong cái tâm bất thiện nó cũng làm cho mình tập trung, nó thiêu đốt những pháp gì, những cái pháp mình tán loạn. Những cái pháp nào mà làm cho mình tán loạn á, là do cái định ở trong tâm bất thiện này nó sẽ diệt trừ. Đó, thành ra định sanh ở trong tâm bất thiện có. Khi mà mình dính mắc, mình dính mắc với sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nó liên hệ với những cái dục, nó là coi như là lúc đó là chúng ta bị gọi là định ở trong tâm bất thiện, hay là miccha samadhi, gọi là tà định cũng được, tà định cũng được. Nó, nó chúng ta gọi là tà định cũng được. Còn định mà cái sở hữu định này á, mà ở trong thất giác chi đồ đó thì tốt rồi, định giác chi, hoặc là ở trong bát chánh đạo và chánh định, mấy cái điều đó để mai mốt mình học sao, mình sẽ học tới đó. Vậy thì chi pháp của chi định này là sở hữu định, hay là sở hữu nhất hành á, sở hữu định hoặc sở hữu nhất hành, định nhất hành cũng được. Tại vì lúc trước là chúng tôi học, chúng tôi xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, nó quen rồi, nó quen rồi quý vị. Định hay là sở hữu định hay là sở hữu nhất hành cũng được. Rồi, vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta học được nhiều ha. Bây giờ là mình tiếp theo là chi xả của thiền ở đây á, là có nghĩa là cái chi pháp á,
của chi xã của thiền chính là cái nào quý vị? Tâm sở tá chát mất chất tá ta. À, chúng ta nên nhớ là cái chi xã của thiền đó là cái tâm sở. À, tại vì cái điều này tại sao mà chúng tôi nói trước về cái chi pháp, tại vì sợ là chúng ta bị nhầm lẫn. À, chúng ta nhầm lẫn, chúng ta thấy u bết kha, chúng quê ná na, chúng ta nghĩ rằng là thọ xã. Cái này nó không phải, cái chi pháp của chi xã, à, cái chi pháp của chi xã trong thiền chính là tâm sở tá chá mất chất tá ta, mất chất tá ta. À, cái chi xã của thiền này á, là cái chi xã của thiền này á, là quý vị biết á, là khi nào mà mình phát triển được, có nghĩa là lúc đó là cái tâm của cái vị đó, là cái tâm của cái vị hành giả, người ta loại trừ được, loại trừ được cái gì? Loại trừ được cái chi lạc, loại trừ được cái chi lạc, thì bây giờ macchatata mới sanh lên. Có nghĩa là khi mà xả, cái chi xả của thiền á, nó sanh lên đó quý vị, là nó không có thích thú, mà nó cũng không có khó chịu, không thích thú, không có khó chịu, với cái ấn tướng mà mình đang tu tập, cái ấn tướng mình đang có. Đó, cái này thì cái này thì nó rất là khó. À, mình chỉ học một cách để mà mình hiểu, mình biết, mình không có bị lẫn lộn thôi. Đó, khi mà cái vị ở trong kinh mô tả lại, khi mà một cái vị hành giả mà tu tập mà có phát sanh lên cái trạng thái thản nhiên đó, không phải là một cái người mà thờ ơ đâu. À, không phải là một cái người thờ ơ đâu quý vị. Cái vị đó là coi như là không có ham thích, không có ham thích với cái ấn tướng mà mình tu tập, mà mình đang phát sanh cái ấn tướng đó, không có thích thú với cái ấn tướng đó, mà cũng không có khó chịu, không có khó chịu với cái ấn tướng đó. Thành ra lúc đó, cái chi xã này nó sanh lên để mà nó có cái trạng thái gì đó, nó có cái trạng thái như vậy. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái thiền chỉ tịnh đó, khi mà cái chi xã của thiền đó, là nó sẽ đi chung, nó sẽ đi chung với thọ xã. Mà cái chi xã của thiền đó, cũng có lúc nếu mà ở trong thiền quán, cái chi xã nó cũng có khi nó đi chung với thọ hỷ nữa. Cái chi xã tại vì macchatata mà, chứ không phải là thọ xã. Không phải là thọ xã. Cái chi thiền đó, cái điều này á, bằng chứng á, là cho chúng ta thấy á, là khi nào quý vị, chúng ta nhớ lại coi cái tâm sơ đạo đó, tâm sơ đạo sơ quả, khi mà cái tâm nó sanh lên đó, có cái tịnh hảo biến hành này không? Có tịnh hảo biến hành không? Có chứ quý vị. Cái tâm sơ đạo mình sanh lên, sơ đạo sơ quả sanh lên, có cái nhóm mà tịnh hảo biến hành không? Có. Thì ở trong đó nó có không? Trong đó có tá chám mất chất tá ta không? Có chứ quý vị. Đó. Mà lúc mà tâm sơ đạo sơ quả đó là thọ gì? Thọ hỷ. Thọ hỷ. Đó, thành ra không khéo á, là chúng ta nắm cái chi pháp á, chúng ta dễ bị nhầm lẫn, cái chỗ này. Đó, chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn chỗ này. Cái này hơi khó, cái này hơi khó. Rồi, vậy thì chi xã
chia sẻ của thiền như lúc trước chúng tôi nói, như nãy chúng tôi đã nói rồi, đó là chi pháp là tâm sở tá chá mất chất tá ta, tá chá mất chất tá ta nha, hành xả đó. Nhờ tâm xã đó. Rồi bây giờ thì tiếp theo là thôi còn chi ráng học, chi nữa ráng học cho hết đi tại vì cái những cái chi thiền này nó hơi khó. Rồi đến chi u là cuối cùng rồi ha, tầm tứ ý lạc định xã u. Rồi đúng rồi, chi u nữa là hết rồi. Rồi cái chi u của thiền, u ở đây đó đô manassa, là đô manassa có nghĩa là cái sự khó chịu, là cái sự khó chịu với cái đối tượng, hay là mình không hân hoan, hoặc là chán nản, không có hài lòng với đối tượng đó. Vậy thì nếu mà nó thiêu đốt cái pháp, cái nghịch pháp á, là cái gì quý vị? Có nghĩa là nó sẽ thiêu đốt cái trạng thái đối nghịch lại, cái sự thích thú hoặc là cái sự hài lòng. Đó cái chi u, u nó là khó chịu, không hân hoan, chán nản, không hài lòng với cái gì? Với đối tượng. Do vậy mà quý vị thấy rằng cái chi u này, cái trạng thái nó sẽ đối nghịch lại cái sự thích thú, sự hài lòng. Thành ra đó, trong cái thiền mà khi mà mình tu tập về thiền á, vậy thì chi u này nó xuất hiện chi quý vị? Chi u này nó xuất hiện chi? Quý vị thấy rằng những vị hành giả nào mà tu tập chứng đắc được sơ thiền, thì khi mà muốn chứng đắc được nhị thiền, nhị thiền thì phải bỏ tâm bỏ tứ, nếu mà nói theo tạng kinh. Còn nếu mà nói theo tạng kinh đi, mình nhị thiền á thì phải bỏ tâm bỏ tứ, phải quý vị? Thì lúc đó cái chi u này nó phải xuất hiện, nó xuất hiện đến chi? Nó không có hài lòng với tầm tứ này, vì nó thấy tầm tứ này á nó không có vững, tầm tứ này không có vững chắc, thành ra đó là chi u lúc đó mới xuất hiện để cho cái vị hành giả đó vượt qua được sơ thiền, chứng đắc được nhị thiền đó. Thành ra đó lúc đó quý vị thấy đó, là cái vị hành giả, cái vị người ta đắc thiền á, lúc đó người ta sẽ quan sát, người ta thấy chính cái tầm tứ này nó là chướng ngại, của nhị thiền, nên lúc đó họ không có hân hoan, không có thích thú với tầm tứ nữa, để mà cái vị hành giả đó tiến lên nhị thiền, tiến lên để mà chứng đắc được nhị thiền. Thành ra chúng ta thấy rằng á, hồi lúc trước á, mình nghe cái câu Phật ngôn á, mình nghe cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy á, ô có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Thì hồi lúc trước mình chỉ nghĩ rằng là ví dụ như là cái ô phiền nào, cái ô nào á, mà làm cho mình, ví dụ như làm cho mình buồn chán, rồi mình làm những cái việc ăn chơi trác tán đồ này kia vân vân, mình tưởng cái u đó là cái u không nên thân cận á, là chúng ta chỉ tưởng là ở trong một trường hợp đó thôi. Nhưng mà nói về ở trong thiền cũng có, có những vị người ta nhìn thấy cái sự mà không bảo đảm của tầm và tứ, có nghĩa là người ta nhìn thấy tầm và tứ là chướng ngại nó, thì lúc đó người ta nhìn bằng cái chi u của thiền đó. Đó thành ra đó cái loại u này nên thân cận đó. Còn nói về ở trong tâm thiện bình thường thì mình cảm thấy có nhiều khi tâm mình nó cũng sanh lên cái sự mà u buồn, nó khó chịu,
là mình thí dụ như mình có cái hối tiếc rằng là hồi lúc mình trẻ là sao mình không có tu, là mình không có học mà giáo pháp, thì thôi bây giờ mình cũng được cái duyên lành mình gặp lại giáo pháp, là mình ráng mình tu tập vân vân. Thì trong cái trường hợp đó, cái người mà có cái tâm như vậy là cũng là cái u đó nên thân cần đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy cho một cái vị thiên chủ đó, là u có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Vậy thì u nào mà làm cho mình tăng trưởng được thiện pháp thì mình thân cận. Vậy thì từ sơ thiền lên nhị thiền thì phải là thiện pháp không? Phải vị thì phải. Thành ra cái u này cũng cần được thân. Đó. Thành ra quý vị biết rằng cái chi u này nó cũng quan trọng lắm. Là những cái người mà những cái vị hành giả mà người ta tu tập về thiền quán á, thiền quán á, khi mà người ta hồi lúc trước mà chúng tôi mới vào tu á, chúng tôi nghe nói cái tuệ cuốn chiếu, cái tuệ cuốn chiếu rồi rồi cái hồi đó mấy vị hành giả nó ưa chọc chọc, cũng như là nói những cái câu chơi chơi đó quý vị, thì là lúc đó là sao quý vị? Có nghĩa là cái lúc đó cái vị đó đạt đến cái tuệ mà cái tuệ chán nản, cái tuệ chán nản, thì ở trong đó nó có chi u xuất hiện nữa, nó có chi u xuất hiện nữa, cái tuệ chán nản đó nó có chi u xuất hiện nữa, mà chán nản đó đó là không phải là chán nản như mình chán nản, cái vị đó đưa mắt đến đâu cũng nhìn cái thế gian này thấy toàn là hầm lửa không, mà đưa mắt đến đâu cũng thấy là cái sự khổ đó. Thành ra nó chán nản với những cái pháp hữu vi, thấy cái pháp hữu vi là cái sự nguy hiểm, thành ra nó mới sanh lên cái tự nhàm chán, không có dính mắt với các pháp hữu vi đó. Thì lúc đó chi u cũng xuất hiện, chi u cũng xuất hiện ở trong những cái vị mà tu tập về thiền mà thiền quán. Nói chứ không phải là có những người ta nói là tuệ chán nản là người ta bỏ tu, cái điều đó nó không phải, nó không phải là như vậy. Tuệ chán nản rồi còn chi u mình xuất hiện ở trong tâm bất thiện, tâm sân rồi này kia là mình đã biết rồi. Chi u mình xuất hiện ở trong thiện dục giới cũng nhàm chán đối với ác bất thiện pháp, ác bất thiện pháp đó. Rồi chi u này xuất hiện ở trong những tâm tâm sắc giới là biết rồi, tâm thiền sắc giới là mình biết rồi, là tầm và tứ, chán tầm và tứ, chán tầm và tứ. Còn chi u này có xuất hiện ở trong thiền vô sắc không? Có, có nghĩa là cái vị hành giả đó quán xét đó, thấy không vô biên xứ, cái tầng thiền mà không vô biên xứ là cũng còn không có vững chắc. Có thể sẽ rớt xuống, thiền sắc giới, có thể rớt xuống thiền sắc giới. Thành ra đó, do vậy mà cái vị này sẽ tiến tu liền, tiến tu liền để mà chứng đắc được thức vô biên xứ, cũng phải có chi u xuất hiện đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng chi u này đối với ở trong tâm bất thiện, tâm thiện, tâm thiền hiện cũng có xuất hiện đó. Vậy thì chi pháp của chi u là tâm sở thọ u, chi pháp của chi u u là tâm sở thọ u. Rồi vậy thì bảy cái chi thiền này nó được nằm ở trong cái phần mà hỗn hợp tập yếu là sao? Là có nghĩa là ở trong tâm bất thiện nó cũng có sanh ở trong đó, tâm thiện cũng có sanh ở trong đó, tâm thiền cũng có sanh ở trong đó, tâm di tác cũng có sanh ở trong đó. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng nó hỗn hợp tập yếu là như vậy. Có nghĩa là mình học để chi, để mà mình biết được
Những cái chi thiền này có khi nó sanh ở trong tâm bất thiền, có khi nó sanh ở trong tâm thiền, tâm thiền cũng có, hoặc là tâm của những vị A-la-hán cũng có. Nhưng mà lúc mà nó sanh ở trong tâm nào mình kêu là cái tâm đó, mình dựa theo cái tên đó mà mình kêu gọi, chứ không phải là mình sanh ở trong tâm vị A-la-hán rồi mình cũng nói là còn những cái ưu phiền đó là không phải, không phải cái điều đó. Những vị vậy thì hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thành dứt được thất chi thiền rồi, thất chi thiền rồi. Kỳ sau thì chúng ta sẽ học về thập nhị chi đạo, có nghĩa là 12 chi đạo, thì nó cũng nằm trong hỗn hợp tập yếu, nó cũng nằm trong hỗn hợp tập yếu luôn quý vị. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm một chút ha, giống như là cuối tuần nghỉ mệt. Rồi, chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tống hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càng thác bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mạnh bài, chư vị chúa nhân dương, mong các vị hoàn thành phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và chúng con kính thỉnh Thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân minh đinh sư. Bhagavad Gita Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Buddha Phawe Nasada Sati Phongwan Tuite Bhagavad Gita Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Dhamma Phawe Nasada Sati Phongwan Tuite Bhagavad Gita Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Sangha Phawe Nasada Sati Phongwan Tuite. Tất hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Phật Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma na de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa le thế ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ri ca đa pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukita pawan tu te Chana bucha yepi cha anda sampawa Samseda cha ta athavo papatika Niyani kang thamma wa rang pratit cha te Sappe pirukha sakha rontu sangha yang Thatu ki rang sang thammo Thamma thara cha bút ga la Sang khô hồ tu sa mắc vô quá Át tha giá cha hi ta giá cha âm hề rát khăn tu sắc thẩm mô Sắp phi thầm mát cha ri
Uất thêm sâm pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa quê đi tê. Chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.